khán giả đang đến với chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, nơi gặp gỡ của những tấm lòng thiện nguyện chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn. Quý khán giả thân mến, hôm nay thì chương trình sẽ về với huyện Đức Huệ ở xã Mỹ Thành Tây, và ở đây thì chúng tôi được chính quyền địa phương hướng dẫn đến nhà của ông Võ Văn Bì, một hộ còn rất là nhiều khó khăn của địa phương. Nghèo triền miên và không có điều kiện thoát nghèo, đó là hoàn cảnh sống của gia đình ông Võ Văn Bì và bà Nguyễn Thị Nặng trong nhiều năm qua. Căn nhà tình thương được chính quyền địa phương trao tặng đã gần 10 năm. Gia đình cũng không có tiền để tu bổ thêm. Nay căn nhà đã xuống cấp nhiều. Với gia đình ông bà, lo đủ cái ăn còn khó, thì nói gì đến chuyện sửa sang nhà cửa. Trong khoảng 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Nặng đã 3 lần bị tai biến. Một hai lần đầu, bà còn có thể tự đi đứng được. Nhưng đến lần thứ 3, thì bà chỉ còn ngồi một chỗ. Bà nói chuyện vô cùng khó khăn. Bà cố gắng diễn đạt lúc được, lúc không. Nhưng trong câu chuyện ngắn ngủi, đứt đoạn ấy đã chứa đựng một nỗi day dứt trong tâm trạng khổ sở vì bà trở thành gánh nặng cho chồng. Cả ngày, bà hết ngồi rồi lại nằm trên chiếc giường này. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ ông Bì giúp đỡ. Nhà không ruộng đất, chỉ làm mướn để sống, nên thuốc thang cho bà cũng rất hạn chế. Mấy tháng nay, ông tìm hốt thuốc nam từ thiện về sắc cho bà uống đỡ. Không chỉ lo cho vợ, ông còn phải trông coi đứa con gái đã hơn 30 tuổi, nhưng chẳng khác nào đứa trẻ bởi chứng bệnh tâm thần từ khi còn nhỏ. Không phụ giúp được cho ông, đôi lúc còn làm ông lo lắng khi sáng sớm là đã đi khỏi nhà, đến tối mịt mới về. Những ngày như vậy, ông chỉ biết nơm nớp trông con về, chứ không biết tìm ở đâu. Chú Võ Văn Bì thì là hộ nghèo, gia đình thì không có ruộng đất gì hết. Thì vợ chú là bệnh tai biến, bây giờ là một chỗ, một đứa con thì bệnh tâm thần, cũng không có phụ giúp gì công việc nhà. Thì vậy là rất hoàn cảnh rất là thương tâm, khó khăn cho gia đình chú. Để có đủ tiền lo cho vợ con ốm đau, buổi sáng ông tranh thủ nấu cơm rồi ra đồng. Ai mướn gì ông cũng làm, mong sao kiếm được ít đồng cho cả nhà sống qua ngày. Mùa này, cánh đồng nơi ông ở, mọi người đang chuẩn bị gieo sạ, nên ông cũng được thuê mướn nhiều hơn. Ông chia sẻ, những lúc đi làm như vậy, để bà ở nhà một mình, ông cũng xót. Nhưng nếu không đi làm, thì tiền ăn còn không có, chứ nói gì đến chuyện thuốc thang cho bà, lỡ chẳng may bà lại bệnh. Con thấy chú mình cuốc đất như vậy là mình làm cái gì vậy chú? Thì cuốc đất rồi chuẩn bị sạ đó. Dạ. Là ở đây mình làm mướn như vậy là cái tiền công mà mình tính như thế nào chú ạ? Đây thì cứ hả một mẫu là trả giống là 200 ngàn. Xịt thuốc thì bình 15 ngàn. Dạ. Rồi cái công việc nó có thường xuyên không chú? Công việc thì tới 3 tháng là. À là 3 tháng cái mùa vụ đó hả chú? Mùa vụ xong rồi cái tới mà lúa chín đó. Rồi cái rồi ta cắt lúa rồi ta kêu giác lúa cũng đi giác. Khi mà chú đi làm như vậy rồi ở nhà rồi chăm sóc cho cô á thì như thế nào ạ? Thì sáng tranh thủ dậy sớm cơm nước rồi đàng hoàng rồi cái đi làm. Rồi trưa về rồi cho bà ăn cơm, tắm rửa cho bà. Có nhỏ con dâu sát bên nè, rồi dụ như mà đi làm xa quá thì mượn nó. Bà cho mẹ ăn cơm giùm. Dạ. Còn nếu không á thì bình thường ở nhà là một mình chú là phải lo hết. Phải lo hết. Bị do thứ ba nó bệnh đâu có cơm nước gì được. Bệnh hầu nhỏ rồi tới lớn lên rồi bệnh ngơ vậy đó. Rửa chén mà trời khi còn sạch rồi khi dơ tùm lum tà lá hết trơn rồi. Trời giờ vợ con bệnh đau vậy giờ ráng chứ giờ biết sao nổi. Vợ con bệnh thì phải ráng chứ biết sao bây giờ. Ông chấp nhận số phận dành cho mình. Nhưng câu nói ấy
lại khiến cho người nghe cảm thấy xót xa. Tuổi của ông ngày càng nhiều, mà gánh nặng cuộc sống lại không hề vơi đi. Ông ngậm ngùi, vợ con ông đã khổ sở vì bệnh tật rồi. Ông chỉ mong sao mình có đủ sức khỏe để mà lo. Nhà thì không có đất cát gì hết hả? Ổng đi mằng ai kêu cái gì thì ổng mằng cái đó. Nói chung là hả, ai kêu cái gì giờ mà ổng đi mằng về mà ổng rảnh á, là mằng về nghỉ chừng tiếng, hai tiếng đồng hồ á, là hả ai kêu là ổng vẫn đi mằng bình thường. Cũng khổ cho ổng lắm, vất vả bị gì một mình ổng mà tới bươi chải hai ba người bệnh đau đồ cũng hơi khó khăn. Hậu Võ Văn Bì là một cái trường hợp rất khó khăn địa phương. Trong những năm qua thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng quan tâm, tranh thủ các cái nguồn lực giúp đỡ vừa của địa phương vừa bên ngoài để giúp cho hộ có được một cái nhà tình thương cũng đủ để che nắng che mưa. Thì trong cái thời gian gần đây thì vợ ông lại tái bệnh, cho nên giờ là hoàn cảnh là rất là hết sức khó khăn. Thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng mong muốn kêu gọi các cái tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn tỉnh quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ để cho hộ có điều kiện để vượt qua cái khó khăn hiểm nghèo trong giai đoạn hiện nay. Nhà thuộc diện hộ nghèo nên ông cũng được địa phương tạo điều kiện cho vay tiền để phát triển kinh tế. Số tiền vay nhiều năm nhưng ông vẫn chưa hoàn trả lại được. Ông chỉ biết cố gắng trả lãi hàng tháng. Hiện tại con trâu này là tài sản lớn nhất của ông. Ông xem như nguồn dự phòng của ba người trong nhà, nếu lỡ lại xảy ra ốm đau, bệnh tật bất ngờ. Một mình ông phải loa toan trong ngoài, từ dọn dẹp nhà cửa đến bếp núc cơm nước, mọi gánh nặng cuộc sống chỉ một mình ông. Tảo Tần, nếu như hai tiếng ấy vốn đã quen dành cho những người phụ nữ chịu thương, chịu khó, thì trong hoàn cảnh này cũng không sai khi dành cho ông. Cô, nhân chương trình ngày hôm nay đến với gia đình của mình thì có hai khán giả là Thảo Vi và Khánh Phi ở thành phố Tân An cũng gửi cho mình một món quà ha cô ha. Dạ. À, món quà nhỏ nhưng mà con hy vọng là sẽ là cái nguồn động viên lớn cho gia đình mình nha cô. Tôi cũng thay mặt gia đình thì cảm ơn hai cháu đài truyền hình, chính quyền xã. Thưa quý khán giả, ba lần bị tai biến, bà Nguyễn Thị Nặng đã không còn tự đi lại được. Gần 60 tuổi, ông Võ Văn Bì hàng ngày phải lo cho vợ từ miếng ăn đến chuyện sinh hoạt cá nhân. Đồng thời, ông phải luôn lo lắng cho đứa con gái bị bệnh tâm thần. Mà gánh nặng cuộc sống của gia đình đều chất chồng lên ông, trong khi tuổi ông đã cao và sức khỏe cũng có hạn. Do đó, chương trình rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả, những nhà hảo tâm dành cho gia đình của ông Võ Văn Bì và bà Nguyễn Thị Nặng. Mọi sự giúp đỡ quý vị gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 4, đường tỉnh 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số 02723-822-529. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị danh sách những nhà hảo tâm đã gửi tiền quà ủng hộ trường hợp của ông Nguyễn Văn Đông ở thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng mà chương trình kỳ trước đã phát sóng. Danh sách ủng hộ ông Nguyễn Văn Đông, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, phát sóng ngày 15 tháng 5 2019, bệnh u phổi ác tính. Kho thuốc tiếp liệu cám Rinfix 190.000 đồng, nhóm từ thiện chợ kinh nước mặn Long Hữu Đông 1.300.000 đồng, nhóm từ thiện chợ Phường 6 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hai cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng, chú thím Ba Lăng, Sea Games, bé Bôn, Ngọc Quyền, Cầu Voi 400.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng, thầy An Lộc và Phật tử chùa Kim Cang 100.000 đồng, ni sư Tắc Đức chùa Tôn Dân 100.000 đồng, ni sư An Huệ chùa Phật Huệ 50.000 đồng, năm bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài 400.000 đồng, gia đình Hồng Nẫm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm 200.000 đồng, gia đình chị Thẩm 100.000 đồng, Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn 500.000 đồng. Bà Quá Cố Trần Thị Chiên 100.000 đồng, Trần Thị Bận Cầm Độ 114 100.000 đồng, Chành Cường Nguyên 100.000 đồng, Bia Thanh Sang 100.000 đồng, Anh Hùng Phân 100.000 đồng, Ga Thùy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị My So 100.000 đồng. Gà rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, Bà Trần Thị Nguyệt 100.000 đồng,
Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý 100.000 đồng, Máy Nổ Phát Huy 500.000 đồng, Võ Nguyễn Quốc Thắng 50.000 đồng, Anh Đông Công ty Đại Dương 2 triệu đồng, Úc An Điện Máy Thu Ngân 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân 500.000 đồng, Bùi Cao Sơn 500.000 đồng, Hoàng Tuấn Trình 250.000 đồng, Nguyễn Minh Triết 200.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Bảo Anh 600.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử hai chùa Long An Thiên Phước 500.000 đồng, Bé Quài Anh 200.000 đồng, Nguyễn Thị Quỳnh 200.000 đồng, Ông Cổ Kim Ngân 500.000 đồng, Bà Sáu Nhường 200.000 đồng, Chị Phượng 200.000 đồng, Thúy Dũng, Duyên Tính 200.000 đồng, Kim Quê, Úc Đức, Ánh Tuyết 150.000 đồng, Đa Văn Vinh 50.000 đồng, Huệ Đức, Mỹ Hoa 50.000 đồng. Ban hộ niệm Hoa Sen, gia đình An Thiện, Chánh Nghiêm Ánh, Chiếu Duyên Mỹ, Tâm Hạnh Thái 200.000 đồng. Gia đình Thiện Ân, Tâm Hỷ 200.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh 200.000 đồng, Quang Phúc, Thúy Hân 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt 200.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, Phụ Tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng, bà Năm Cô Thích, cô Út Nhái, cô Hồng, bà Hai Ốc cô Thu 300.000 đồng, hai bé quận 12 100.000 đồng, Kim Ngân, Thúy Hằng 100.000 đồng, bà Lê Thị Trầu 200.000 đồng, hai bé Chí Thiện Minh Khuê 200.000 đồng, bà Tư cô Ánh, chú Thanh Anh Tùng 200.000 đồng, anh Minh chị Trúc bé Hương bé Quỳnh 200.000 đồng, tổ Phật tử ấp Bình Điện 900.000 đồng, mắt kính Tân An 200.000 đồng, chị Bích Hạnh 100.000 đồng, Quỳnh Văn Nạp 200.000 đồng, Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng, gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng, tiệm vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, thiếm chính nhẫn 50.000 đồng, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nhị 200.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga và ông quá cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng, ngân hàng Sacombank chi nhánh Tân Thạnh 20 kg gạo, ông bà nội Quốc Thảo 100.000 đồng, bà nội Kim Yên 50.000 đồng, ông bà Ngọc Tài 100.000 đồng, Lê Công Tâm 100.000 đồng, Lê Thị Hồng Nhung 100.000 đồng, bà Út Lưới Bén Tân Trụ 200.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường 500.000 đồng, gia đình anh Công Đạt 200.000 đồng, Quỳnh Kim Ngân 100.000 đồng, Võ Minh Đức, Võ Minh Tuệ 250.000 đồng, Hồng Thị Hoa 200.000 đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô Chính Nguyện, Cầu Út, Diệu Hạnh, Út Thúy, Năm Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng, Tám Nết, Út Tịch, Dũng Ngoan, Bé Ti, Cậu Nhi 450.000 đồng, chú Sáu Chánh 100.000 đồng, Trần Hùng Dũng 200.000 đồng, Trịnh Hữu Phước 100.000 đồng, Trịnh Hữu Đức, Trịnh Ngọc Giao 200.000 đồng, Bùi Chí Thại, Lê Thị Bảy, Bùi Chí Hùng 150.000 đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, Võ Văn Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh Bé Hiếu 400.000 đồng, Ba Hưng Tư Phương 100.000 đồng, Quán Ăn Quỳnh Qua Tử 500.000 đồng, Ngọc Oanh 100.000 đồng, Tiệm Vàng Kim Tuyền 500.000 đồng, Chị Lan Anh, Miễn Linh, Chọn, Viên Hằng, Anh Lai, Anh Phước, Bé Bơ, Anh Hùng, Chị Tư Hừng, Bé Thúy, Kim Ngân, Anh Minh, Chị Mai, Chị Hạnh, Thuận Võ 750.000 đồng, Tiệm Hữu Lợi, Nguyễn Trường Quy 100.000 đồng, Yến Đồ Chai 100.000 đồng, Cúc Tào Hữu 100.000 đồng, nhóm từ thiện Dì Mười Nên 2.900.000 đồng, Anh Ba, Cựu Chiến Binh 200.000 đồng, bà Hồ Thị Ba, cô Ngọc Hà, Ngọc Phi, Phương Liên và Duy Tân 500.000 đồng, bà Hồ Thị Mỹ Đệ 100.000 đồng, Dựa Gạo 8 Trang 250.000 đồng, ông Quá Cố 8 Nhu 50.000 đồng, bà ngoại Thanh Cao, Minh Khoa, Nhật Anh, Minh Khôi 500.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa 100.000 đồng, mái cha Đức Vương, sửa xe Quân, sửa xe Tư Lâm, Phú Bột 400.000 đồng, hiệu dài Dự Dự 500.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 450.000 đồng, gia đình ông Nguyễn Mạnh Tường 500.000 đồng, Dương Thanh Quy 100.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hàng 150.000 đồng, Lâm Anh, chợ trạm Cần Đước 200.000 đồng, Trần Văn Tám, nhà máy xay lúa Lạc Thành 200.000 đồng, gia đình cô Lụa, cô Diệu 200.000 đồng, tập thể công nhân TS, S2 Jordan, công ty Chinh Lu 500.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân 100.000 đồng, Mai Lệ Xuân 100.000 đồng, Đặng Minh Sơn 300.000 đồng, Dương Đắc Lộc, cháu nội Dương Nguyễn Hạo 220.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài Phước Lại 4 triệu đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.200.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu 100.000 đồng, gia đình Lý Minh 1 triệu đồng, Nguyễn Thanh Xuân 300.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh 450.000 đồng, gia đình Sáu Nhỏ 200.000 đồng, Nguyễn Văn Tám 300.000 đồng, tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa 1.500.000 đồng, tổng cộng 33.320.000 đồng và 20 kg gạo. Xin được cảm ơn quý khán giả, những nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo nhằm mang đến hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn, không ai mắc bệnh mà không có tiền để điều trị.
Chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo tuần này đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các khung giờ quen thuộc 19:45 tối thứ tư, phát lại lúc 7 giờ ngày thứ năm và 14:35 thứ sáu. Mời quý vị quan tâm theo dõi.